Xin chào, lại là mình Cúc Áo đây. Và hôm nay là một trong những cái ngày mà mình sẽ đi ra ngoài thăm thú. Và sau khi mình suy nghĩ thì mình quyết định là mình sẽ đi một cái nơi khá là nổi tiếng ở Đức Trọng. Xin chào, hôm nay là tụi mình sẽ đi chùa Ấn Độ. Nhưng mà cái đường nó trong trên, nó xấu kinh khủng luôn ấy. Bây giờ mình chạy là ngay cái đường đá rất là khó luôn. Mình lên. Đây là cái con đường mà mình đi lên quanh để mà lên cái tháp. Thì cái tháp này hình như là được Guinness thế giới công nhận là một trong những cái tháp mật tông cao nhất trên thế giới. Thì mình nhớ như mật tông là đạo Tây Tạng hay sao á. Bây giờ mình sẽ kiếm đường để lên tháp. Hiện tại thì chị ấy không có biết đường. Và đúng kiểu dân chơm sợ ghê luôn. Không có biết đường, nhưng mà dẫn đi. Tụi mình mới vừa hỏi đường thì là cái cô mặc dù không biết đường nhưng mà vẫn rất là phỡn nha. Đặc biệt là lúc đó thì trời khá là đẹp. Tập và nhiệt độ thì nó cũng khá là mát, chỉ khoảng 22-25 độ gì đó. Cảnh thì khá là đẹp, nó khá là giống sa mạc á, mà nó cũng có nhiều cây cối nữa. Và tụi mình phải đi quanh gọi là đi quanh, tại vì nó là ở giữa đỉnh núi á, nên tụi mình phải đi một cái đường vòng để mà lên dốc. Và sau đó là tụi mình sẽ lên được tới cái đỉnh núi, thì là nơi mà cái tháp đó ở. Mình cứ nghĩ là chỗ này ở gần nhà của chị bạn mình, tại vì ba mẹ chị ấy từng đi ở đây rồi. Nhưng mà lúc mình đi thì cũng khá là xa. Đặc biệt là cái đường đi loanh quanh để mà lên núi thì chắc cũng tầm khoảng 5-7 cây gì đó. Thì cuối cùng là tụi mình cũng đến được cái cổng vào á, cái cổng của cái chỗ này. Và nó tên là Sandstone Hill Đà Lạt. Có một cái bảng khá là to để một cái tên là Sandstone Hill Đà Lạt, khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh. Thì ở đây có cái cờ Phật giáo nè, thì mình nhớ là như vậy. Cái đường lên nó dốc cũng khá là cao. Và cái cổng đó thì nó khá là đẹp nha. Và mình không biết ở đây mọi người gọi là Sandstone Hill Đà Lạt hay là chùa Ấn Độ nữa. Chắc là người địa phương thì người ta sẽ gọi là chùa Ấn Độ. Ở đây có khá là nhiều du khách và rất là nhiều xe. Có thể là mọi người đến đây hành hương hoặc là đến để tham quan. Nhưng mà mình cứ tưởng là đến miễn phí, nhưng mà thiệt ra là để mà đi lên trên đỉnh núi á, tham quan á, thì phải mua vé khoảng 100, 200, 300 gì đó. Sandstone Hill, Sandstone Hill Đà Lạt. Cảm thấy rất đẹp nha. Nghe nói đây có khách sạn nữa. Có, xây khách sạn nhiều lắm. Chắc là cũng hơn 2-3 sao. Có khi 5 sao rồi. Đi chùa cho coi cho biết thôi, nhưng mà không ngờ là ở đây bán phải mua vé á, trong khi mình đảo không có vô. Nhưng mà nếu mà đi ngày thường á thì được miễn phí đúng không? Không nha. Vé rồi. Mình đi ngày thường muốn bán vé à? Đi ngày thường muốn bán vé. Nếu bạn nào đi chùa Ấn Độ hay là cái đó còn gọi là Sandstone Hill Đà Lạt thì có thể mua vé để lên tham quan. Như là mình thấy cái cờ, có cờ đạo Phật nữa. Đạo Phật và đạo Ấn Độ mình nghĩ chắc là đạo Hồi, mình cũng không biết.
Nhưng mà được lên đây á, lên tới cái cổng á thì thật sự cảm thấy rất là thích nha, tại cảnh rất là đẹp á. Cao rồi. Ừ, rất là đẹp luôn. Giờ bữa mình sẽ ngồi ở đây. Chiều chiều không gió.